pwede lang with Jenobo. Man, hindi lang implementation dahil panginam na sorry, man, rock na ko ah. Panginam na man, magig mo ko lang bằng lần suy sinh nữa các bạn. Lệnh này dành cho Minecraft mình mới chế tạo ra. Và lệnh này mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nào để nạp cái lệnh đó vào Minecraft nhé các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cái lệnh này nào. Cái lệnh này mình có hai cách. Một là mình chế tạo, hai là lệnh luôn. Thì đầu tiên mình sẽ nói tới bàn chế tạo trước. Bàn chế tạo thì mình có tạo một công thức riêng. Sợ cái này mình làm được sẽ bắt không không gì. Rồi. Và bây giờ sẽ vào đây. Mình sẽ lấy một cái lần nung và bài chế tạo. Các bạn thấy không? Các bạn nhìn cái ID kìa. Đúng rồi đúng không? Và mình sẽ đặt cái này xuống. Sợ nó bị lỗi luôn. Mà tự nhiên mình đặt không được. Rồi, 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 rồi. Rồi. Và điều đầu tiên của các bạn là chế tạo. Thì bây giờ mình sẽ chế tạo một cái bát phân phát cái bên sơ các bạn. Công thức riêng của mình. Công thức của mình thì mình sẽ lấy đá ra. Lấy đá. Bít tông bình thường. Một cái cung đâu rồi. Bây giờ mình sẽ vào tạo. Mình sẽ lấy cái này xung quanh xung đây tổng đi và tên đấy các bạn thấy không, nó là một cái máy phun phát. Bây giờ mình sẽ đặt xuống. Mình nói cho các bạn thật sự đây là cái mặt trái này. Bây giờ mình gặp. Mình sẽ lấy một cái nút này để mình chứng minh cho các bạn. Đây là cái điểm mình sẽ đặt. Như các bạn thấy đây, thấy các bạn thấy không, đó chính là mũi tên thật. Và cái crafting thứ hai mình đề cập cho các bạn đó chính là nung. Và các bạn muốn nung thì sao, các bạn lấy cho mình than hoặc là mình nung. Mình sẽ lấy than chẳng hạn. Và cục bedrock. Không. Thì giờ mình sẽ nung cho các bạn nha. Để các bạn nhìn kết quả khi nung. Tại sao nó nung được? Và khi mình nó là một cái dung lượng chết. Và mình chứng thấy cái này không? Nó là dung lượng chết. Và bây giờ mình sẽ bật file đó lên nhé các bạn. Chờ mình tí. Và như các bạn thấy thì đầu tiên tải về thì các bạn sẽ được một cái data pack này các bạn. Và các bạn giải nén nó ra. Nhưng mà bây giờ mình sẽ mở cái file. Đây. Chúng tôi này lên. Và các bạn sẽ giải nén được một cái file mình là data pack và các bạn sẽ copy cái file này thư một word. Các bạn muốn tới thư một word thì các bạn làm như sau. Các bạn bật bấm cho mình Windows
và các bạn bấm cho mình chữ RU và các bạn bấm Enter. Và các bạn sẽ ghi cho mình chữ này phần trăm app data và phần trăm. Toàn bộ những cái thứ này mình đều để bên dưới phần mô tả nha các bạn. Và các bạn bấm Enter. Nó sẽ dẫn cho bạn một tới một cái file này và các bạn tìm cho mình một cái thư mục tên là chấm mạch. Và các bạn bấm vào. Các bạn tìm tới sao. Và các bạn tìm với thế giới của bạn. Thế giới của mình là thế giới. Và các bạn giải cái file này ra. Và các bạn bỏ vào ngay chỗ này. Thì khi các bạn giải nén ra thì nó sẽ hiện cho các bạn lên một cái thông báo. Các bạn cứ chờ mình sẽ demo cho bạn. Đây bây giờ cắt này. Mình sẽ lên. Nếu các bạn track thì các bạn không biết cái nào để track. Ở trong cái phần này thì các bạn cái phần PC. Và các bạn chắc kiểu vậy thì các bạn thấy không, nó sẽ hỏi cho các bạn thì các bạn có bấm yes or. Nhưng mà mình sẽ cancel chỗ này. Và bây giờ mình sẽ giải nó ra ngoài laptop các bạn. Rồi mình sẽ này đi. Như các bạn thấy có một data pack. Và nhiệm vụ của các bạn là mở cái file lúc nãy. Được rồi. Đây mở file. Và các bạn mở thế giới lên. Các bạn viết thẳng cái file vào cái thế giới của bạn. Thì nó sẽ hiện cho bạn một cái này. Thì các bạn ghi, các bạn bấm ở trên cái đầu có hình dấu tích đó các bạn. Các bạn bấm vào là được. Và các bạn khởi động Minecraft lên. Và vào cái thế giới của bạn đã bật cái data, đã giải nén cái đó ra. Và nhiệm vụ của các bạn là chơi thoải mái thôi. Thì nếu các bạn thích, đừng quên cho mình một nút like, share, hình như nhân vật chuông, nút đăng ký để nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Thì các bạn trong các video lần sau, bye bye.